Rồi, xin chào tất cả các bạn. Video này chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta làm cái chuỗi video về tương tác cơ bản với database bằng PHP và bằng SQL đúng không? Thì chúng ta sẽ coi lại cái bài hôm trước. Chúng ta đã kết nối được với database và chúng ta đã thêm được cơ sở dữ liệu vào trong database rồi đúng không? Sau các bạn chờ một chút mình kiểm tra xem là nó đã có kiếm chưa. Ok, đấy thì mình đã kết nối được với database bằng câu lệnh là MySQL và sau đó chúng ta đã insert được được cái thông tin vào database rồi đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ ra xem lại. Mình sẽ thử thêm lại nhé, mình sẽ thử thêm lại xem. Đây. Cái bảng của chúng ta là PHP này đúng không? Đất. Đấy. Đây là anh thử thêm này, sản phẩm D. Là 2, 3 rồi. Qua đây. Rồi, vậy là chúng ta đã thêm kết nối và chúng ta thêm cái dữ liệu vào thành công đúng không? Đấy, thì trước khi chúng ta bước sang cái phần mà thêm cái file ảnh ấy thì chúng ta sẽ cùng trao đổi một chút về cái cách chúng ta sẽ code sắp tới đúng không? Cái phương án chúng ta sẽ code. Thì các bạn thấy này, ở đây ấy, chúng ta đang code nó đang vướng một chút là chúng ta đang code theo hướng thủ tục. Tức là chúng ta tất cả các cái code của chúng ta đang cùng nằm trong một cái file này này. Tức là PHP và HTML nó đang lẫn lộn với nhau. Đấy. Thì cái việc lẫn lộn này ấy, thì thứ nhất này, là nó làm cho cái file chúng ta nó không tường minh, nó rất là gọi là nó lộn xộn đúng không? Đấy, cái thứ hai thì chúng ta không thể là cứ mỗi một file chúng ta lại đi kết nối và chúng ta lại tạo ra những cái lệnh thêm bớt vào trong dữ liệu. Hoặc là khi mà cái dự án của các bạn nó phát triển lên đấy, nó cần nhiều module hơn nữa đấy, nó không chỉ là ở dừng ở product mà nó có các cái module về giỏ hàng, module về đơn hàng đấy, thì các bạn cũng không thể là quản lý được. Và khi mà có thêm các thành viên khác tham gia vào ấy, mà chia tách các cái công việc và sau đó nó đi debug quản lý quản trị nó sẽ rất là khó. Thì phương án của mình đưa ra đấy là chúng ta sẽ chuyển hướng để chúng ta code theo hướng đối tượng. Thì định nghĩa hướng đối tượng như thế nào ấy, thì bản chất là mình cũng không nắm được một cách chuẩn chỉnh, nhưng mình đang hình dung ấy, là chúng ta sẽ chia nó ra thành các cái class để chúng ta dễ quản lý thế thôi. Thì việc chia như thế nào ấy, thì mình sẽ làm ngay sau đây này. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái folder là config. Chưa, config rồi. Trong cái file config này này thì các bạn tạo cho mình một file là config .php. Cái mục đích cái config này là gì? Thì ý định của mình ấy, là mình sẽ bê luôn cái thông tin này, mình sẽ define cho nó các cái biến ở bài mục đích config này để chi là mình chỉ cần khai báo ở trong cái file config này thôi. Thì sau này tất cả các cái file khác mình không cần phải khai báo nữa, mà mình chỉ dùng để hoặc là mình dùng để mình thay đổi các cái thông tin ở trong này thôi, được chưa? Nên khi mình chuyển các bạn chuyển từ database này qua database khác đấy, hoặc là chuyển từ môi trường này sang môi trường khác, từ local lên server thì bạn cũng chỉ thay đổi trong này thôi, những thông tin liên quan đến database, được chưa? Đấy thì mình đây qua thôi, các bạn sẽ copy cái này luôn đi, các bạn cắt luôn đấy, cho như này này. Rồi ở đây các bạn cũng mở cho mình một cặp lệnh PHP cho mình đấy. Ở đây các bạn sẽ dùng cái chúng ta khai báo cái hàng, được chưa? Qua cái define này là sẽ có hai cái tham số đấy. Đầu tiên nó là cái hàng của nó, cái tên hàng này. À, không xin lỗi, tên hàng mình sẽ đặt ở cái server name đấy, bên này là sẽ là cái giá trị của hot đúng không? Sau đó các bạn nhớ để trong lọc nháy nhé đấy. Rồi đây là có cái này.
Rồi, các bạn thay đổi vào cái thông tin này. Đây là cái username đúng không? Username mình là root. Rồi logo nó sẽ là root đúng không? Rồi password. Cái này nó là rộng, đúng chưa? Rồi cái database name. Đây mình đang để là PHP. Ok. Đấy, vậy là chúng ta đã tạo được một cái folder config, và trong cái config này chúng ta chứa các cái thông tin liên quan đến database, được chưa? Rồi. Bây giờ tiếp theo ấy là chúng ta sẽ connect với database. Đấy, thế thì mình sẽ những cái gì mà connect với database và tương tác với database ấy, thì mình sẽ tách một file riêng, được chưa? Mình sẽ tách lên một file riêng và mình sẽ tạo cho nó một cái class là class database, được chưa? Rồi ở đây mình sẽ tạo ra một class là database này. Đây mình sẽ tạo một file database. Trong này mình sẽ tạo cho nó một cái file là database.php. Rồi. Ở trong này mình sẽ tạo cho nó một cái class database. Đấy, vừa rồi là mình đã khai báo một cái class database. Đấy, thì trong cái class database này thì nó sẽ có các cái method khi mà đã chuyển sang class đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái method và chúng ta sẽ có những cái attribute. Đấy, thì mình hiểu là cái method thì nó như kiểu là cái function thôi, còn cái attribute thì nó như kiểu cái biến đấy, đúng không? Thì ở trong class mình muốn khai báo biến hay mình hoặc là mình gọi function thì mình sẽ dùng cái div. Đấy, cái div đấy để mình làm cho bạn thấy nhé. Rồi cho mình đi. Ở đây này các bạn sẽ khai báo cho nó cái biến này. Public. Và public này nó sẽ là cái server name đúng không? Mình copy này cho nó nhanh. Đây, đây đi. Server name. Đặt tờ bay này đúng không? Public server name này. Nó sẽ bằng với cái này. Bằng với cái hàng này, được chưa? Chúng ta có 4 thông tin đúng không? Các bạn này qua. Username. Password. Và đặt cái tên name. Bây giờ để cho các bạn dễ hình dung này, thì bây giờ trước mắt là mình sẽ kết nối với database trước đây đã đúng không? Rồi nó sẽ đưa cái này qua kết nối thôi. Ở trong này là người ta khai báo rồi, xem cái username này, nó sẽ khai đây là username đúng không? Username. Những cái này ấy, là chúng ta chưa include cái này vào. Đấy, chúng ta phải include này vào, được chưa? Chúng ta sẽ include cái file config vào. Sau khi các bạn include vào thì các bạn gọi cái này vào, đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái hàng này, cái tham số này chúng ta lấy cái config này. Đấy, rồi ok. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm. Đấy, chúng ta sẽ chuyển cái hàm kết nối qua đây này luôn, đúng không? Rồi, thì đầu tiên ấy, là các bạn sẽ có một cái hàm connect. Connect function. Connect.
Cái hàm connect này nó sẽ thực thi các lệnh kết nối. Đấy, thì cái hàm connect này nó sẽ là đây. Các bạn mình sẽ vào cái block của mình lấy cái hàm đấy, nó nhanh. Cái con này tại sao nó đã báo lỗi, thì chúng ta chưa khai báo cho nó, đúng không? Cái đĩa này chúng ta chưa khai báo này, để các bạn sẽ khai cho nó. Khai báo cho nó mình con. Con đúng không? Connect rồi. Ok. Đấy, sau khi các bạn khai báo thì nó sẽ hết lỗi thôi, đúng không? Đấy, đấy là public function connect này. Chúng ta đã bê cái phần connect này, chúng ta bê luôn qua bên chỗ cái class database luôn, đúng không? Rồi ok, sau khi bê qua đấy thì các bạn thấy là chúng ta đây là đã gọi server name này, đúng rồi này, this username ở đây này, password database name, đúng không? Đấy thì chúng ta đã có cái hàm connect đây và chúng ta check connect luôn. Rồi thế thì ở đây chúng ta, các bạn lưu ý, chúng ta sẽ có một cái hàm contract. Đấy, tức là khi gọi đến cái class này ấy, gọi cái class database ấy, thì hàm contract nó sẽ thực thi đầu tiên. Đấy, vậy là khi gọi đến đây là hàm contract, cái lệnh thực thi đầu tiên đó là nó sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu, được chưa? Thế thì ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái hàm contract. Đấy, xóa này đi. Đấy, thì ở đây sẽ là git, git trỏ đến cái connect, đúng không? Git trỏ connect. Đấy, vậy là khi gọi đến class này và ông sẽ thực thi cái contract đầu tiên, và ông sẽ thực thi cái gì, đó là cái function connect. Đấy, các bạn nhớ là ở trong cái class ấy mà chúng ta gọi đến các cái method ấy, đấy, thì các bạn sẽ phải dùng cái $git này nhé để chúng ta gọi đến, được chưa? Rồi khi các bạn đã connect rồi, đúng không, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái việc chúng ta include này mà đã ok chưa, và chúng ta kết nối này đã ok chưa. Đấy thì chúng ta sẽ quay lại product end này, được chưa? Block end này thì các bạn xóa cái này đi thôi. Các bạn sẽ xóa cái này đi, chúng ta không dùng cái này nữa, được chưa? Rồi, xóa cái này đi. Rồi, cái này chúng ta tạm thời vẫn đang để đây, chúng ta sẽ xử lý tiếp. Nhưng mà giờ chúng ta sẽ test xem là chúng ta đã kết nối thành công chưa. Đấy, bây giờ chúng ta muốn test thành công chưa ở trên cái file này ấy, là chúng ta phải cái class database ra. Đấy, muốn gọi cái class ra ấy, thì các bạn sẽ dùng cái new, đúng không? Đây, mình sẽ làm này. Mình sẽ thử nhé, chúng ta sẽ là database. Đấy, nhưng mà các bạn để ý, coi chúng ta chưa include cái này vào, mà chúng ta phải include file database này vào thì chúng ta mới gọi được nhé, mới gọi được class. Thì ở đây các bạn include vào thôi, chúng ta copy này xuống đây, rồi chúng ta copy cái... chúng ta include này vào rồi chúng ta gọi thôi bằng new. Rồi, sau khi chúng ta gọi cái class database ra, đấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem, đấy, xem nó đã kết nối được cơ sở dữ liệu chưa. Nếu nó kết nối được cơ sở dữ liệu ấy, thì nó sẽ intro ra cái nào, đúng không? Đấy, các bạn thấy này, nó đã connect successfully, đúng không? Vậy là chúng ta đã kết nối thành công. À, tuy nhiên ở đây nó có báo lỗi này, là unified con là đúng không, bởi vì là đây chúng ta đang, khi chúng ta bê qua bên class rồi thì chúng ta đang để cái ông này nó đang ở đây, thì nó không hiểu, nó báo lỗi thôi. Chúng ta sẽ cần nghe nó lại đi. Đấy, thử lại. Đấy, các bạn thấy không, nó đã connect successfully rồi đấy. Rồi
Bây giờ này, tiếp theo đấy là chúng ta kết nối cơ sở dữ liệu rồi đúng không? Nhưng tôi chúng ta có cái chỗ là chúng ta sẽ thêm cơ sở dữ liệu đúng không? Thêm cơ sở dữ liệu. Thế thì bây giờ ấy, như mình có nói trước ấy, mình có thể tách ra và chúng ta sẽ chia thành các cái class để chúng ta dễ chúng ta quản lý. Thì đối với cái own product này, mình sẽ tạo ra cho nó một cái class để chúng ta thực thi các cái câu lệnh thêm, sửa, xóa dữ liệu, tức là tương tác giữa cái own product và ông database. Đấy. Thì để tạo class thì nó cũng giống như là chúng ta đã tạo cái database thôi, được chưa? Đây, ở đây mình sẽ tạo lên một cái folder là class nhé. Rồi. Trong class này mình sẽ tạo một cái file là product class. Được chưa? Rồi. Ở trong này mình cũng sẽ khai báo thôi, mình cũng sẽ khai báo một cái class. Để mình kiểm tra xem nó có đang ghi, có âm thanh không. Alo, rồi ok, có âm thanh rồi. Không, lại ghi xong lại không có tiếng. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta đã có cái product class này rồi đúng không? Thì chúng ta thực hiện các cái câu lệnh thêm cái sản phẩm vào trong database ở đây, được chưa? Đấy, thế thì mình sẽ làm một ví dụ như chúng ta sẽ bê cái này qua. Ý của chúng ta là chúng ta muốn bê cái này qua này. Chúng ta bê, các bạn cứ bê theo đi, mình muốn làm thế nào đấy cho các bạn dễ hiểu nhất. Cái server request port này thì nó sẽ thực thi ở đây thì không nói rồi đúng không? Mình cứ bê này qua hết tất cả lần này. Mình sẽ có con đây. Ta sẽ tạo function, được chưa? Public function. Public function là ở đây chúng ta sẽ làm function insert này. Insert product. Rồi. Chúng ta cho nó vào đây hết, được chưa? Nó sẽ báo lỗi, nhưng mà chúng ta sẽ xử lý nó, không có vấn đề gì. Đấy, ở đây chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta muốn thêm được cơ sở dữ liệu đây thì chúng ta phải database qua đây, đúng chưa? Chúng ta phải include nó database vào, đúng không? Include. Rồi, chúng ta sẽ include cái database này vào. Rồi, và chúng ta sẽ phải gọi cái class database đúng không? Cái gọi class database mình sẽ để trong hàm contract luôn. Được chưa? Mình sẽ để vào hàm contract luôn. Mình sẽ phải làm tạo cho nó một cái biến nữa. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái biến này. Và chúng ta sẽ tạo một cái biến là public database. Ở trong class này chúng ta không gọi là biến đâu, mà chúng gọi này là property này, chúng ta tạo được cái property này. Đấy. Chúng ta tạo được cái property database rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi thôi, chúng ta sẽ this database. Nó sẽ bằng được cái gì? Đây, nó sẽ bằng với là cái new database không? Đây nó không hiện này nhỉ? New à, không có hiện này. New data đây, new database đây, chưa? Đấy. Tức là chắc là chúng ta gọi đến cái class database đầu tiên đúng không? Khi chúng ta vào đến cái product class là chúng ta gọi đến cái class database đầu tiên. Gọi đến class database để làm gì? Thứ nhất để kết nối dữ liệu đúng không? Bởi vì cái kết nối dữ liệu nó nằm trong cái class database này mà,
Đây là chúng ta kết nối dữ liệu thì chúng ta mới thêm sửa xóa được đúng không? Đấy, thì đầu tiên chúng ta hình dung là chúng ta tạo cái class product class vào product class. Đấy, thì nó sẽ gọi đến cái hàm construct đầu tiên và gọi đến hàm construct là để nó kết nối và nó sẽ thực thi các cái câu lệnh query ở trong đấy. Đấy, các bạn hình dung như vậy đúng không? Rồi. Thế thì ở đây là insert product. Product name là cái biến này giữ nguyên nhé. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ là SQL insert bằng cái này thôi. Ok, value thêm. Chúng ta sẽ thực thi này. Ok, chuyển thực thi. SQL đây được chưa? Rồi. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ có là reserve. À khoan, chúng ta bên này chúng ta chưa có cái method insert mà đúng không? Đây chúng ta chỉ có mới connect thôi đúng không? Đây thì chúng ta public function nó sẽ là insert. Trong này nó sẽ có một cái biến query đúng không? Query. Ở đây thực thi câu lệnh này nó sẽ là research bằng zip, rồi zip trò đến cái gì, trò đến cái connect này chính là cái này đây, zip trò connect này, à không phải connect đâu, đây cái này này, zip con này, đấy và sau đó là nó thực thi câu lệnh là query thôi. Query cái biến này thôi. Đấy. Và nó return cho mình cái resource. Được chưa? Rồi, ok. Đó nó đang báo lỗi cái gì đây? Rồi, bên này đúng không? Vậy là trong cái class database chúng ta đã kết nối rồi và chúng ta đã có một cái câu lệnh, một cái method đầu tiên đó là method insert. Đấy, insert ở đây được chưa? Rồi thì sau khi trong cái database đó, chúng ta đã tạo cái method insert rồi thì chúng ta quay lại cái product class này được chưa, thì chúng ta mới gọi được cái function insert vào đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ thì chúng ta sẽ research nó sẽ bằng với cái gì, nó sẽ bằng với zip cho cái database và nó sẽ tỏ đến cái hàm insert đây, insert đây, rồi chúng ta sẽ bỏ cái câu lệnh SQL vào được chưa, rồi nó đã báo lỗi gì đây nhỉ? Rồi đây chúng ta sẽ return là research. Mình đánh cái phần phím lên máy map một thời gian rồi quay lại cái bản phím Windows này nó hơi return research. Rồi được chưa? Rồi ok. Rồi thì coi qua xem nào. Đấy, tức là chúng ta đã tạo ra được một class product rồi đúng không? Chúng ta đang gọi cái database này thôi này. Product function rồi. Rồi chúng ta quay lại đây chúng ta xem là product end đây. Rồi chúng ta có class rồi thì ở đây chúng ta sẽ đơn giản thôi, chúng ta sẽ phải include cái class này vào. Thì khi chúng ta include class này nào thì chúng ta không cần cái này nữa, chúng ta không cần include database. Hồi nãy chúng ta include database này vào ấy là để chúng ta test cái kết nối đúng chưa, nhưng bây giờ chúng ta cái kết nối cái class kết nối chúng ta đã gọi trong cái class product này rồi, chúng ta sẽ không cần phải gọi lần nữa. Đấy thì ở đây chúng ta thay cái này bằng cái product class này được rồi đúng không, chúng ta có cái này đi, chúng ta cho vào đây. Được chưa? Rồi sau khi chúng ta đã include product class này vào rồi đấy, thì đoạn này nó đang lỗi
đúng không? Rồi. Rồi ở đây này thì chúng ta chỉ việc gọi đó thôi. Rồi, chúng ta sẽ gọi cái function ở trong cái của class là function insert này nào đây. Ở đây đúng không? Rồi thì gọi này. Thì rõ ràng là các bạn thấy là trong cái insert block này nó phải có các cái biến đúng không? Đấy, nó phải có cái biến này. Tức là nó đang lấy cái post bên này qua. Đúng không? Nó đang lấy cái post thực sự nó đang nằm ở bên này này. Đấy, làm post ở đây nó qua đây. Thì ở đây mình sẽ xử lý một chút đúng không? Ở đây chúng ta sẽ gắn cho nó một biến, tạo một biến data. Đúng không? Nó sẽ bằng với là cái đô la post. Được chưa? Rồi. Thì ở bên này thì mình sẽ lên cái data qua. Chúng ta sẽ gọi cái này, chúng ta sẽ đây database này chúng ta phải sửa nhé. Đây nó sẽ là product class. Đây, chúng ta sẽ gọi cái product class ra. Okay. Khi mà các bạn gọi mà các bạn thấy nó có recommend như vậy chứng tỏ là các bạn đã include nó ok rồi đúng không? Nếu nó không recommend cho các bạn này thì cái vấn đề include này nó đang cái gì đấy đúng không? Sẽ có thể là include không đúng đường dẫn. Và sau khi các bạn include được cái product class này rồi thì các bạn gọi thôi. Data này sẽ là data code rồi đúng không? Rồi. Ở đây các bạn sẽ là gì? Sẽ đặt một cái biến là insert product. Nó sẽ bằng cái các này đúng không? Có đến cái insert đây, insert block này và cho cái biến này vào đây. Rồi đấy thì chúng ta xem lại cái luồng đi này. Tức là đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái sự kiện post đúng không? Sau đó các bạn sẽ gắn cái post này vào cái biến data này. Đấy, thì chúng ta sẽ gọi cái hàm insert product trong cái class product class này này. Đấy, các bạn sẽ thực thi câu lệnh là thêm dữ liệu ở bên này thôi, đúng không? Rồi, thì ở đây qua đây, đó, thì ở đây chúng ta sẽ có biến data này. Đây, chúng ta sẽ biến cái biến data này qua đây thôi. Cho ở đây đúng không? Thì product name này nó sẽ không phải là post nữa các bạn, đây thì phải ở đây thì biến data chưa. Rồi. Insert, bây giờ chúng ta insert cái này thử xem nhé. Trước khi thử chúng ta coi qua một lần nữa này. Đây là chúng ta sẽ lắng nghe sự kiện post đúng không? Chúng ta sẽ gán những cái biến ở trong cái post này vào cái biến data. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ gọi cái class, product class vào để chúng ta thực thi câu lệnh insert data. Okay. Đây câu lệnh nó sẽ làm bên này, insert data đây. Name prime và insert block. Rồi. Chúng ta sẽ thử xem nhé, chúng ta thử xem nó báo như thế nào để chúng ta xử lý tiếp. Các bạn sẽ có xóa cái con next successful này đi. Chúng ta sẽ xóa bên này. Chúng ta comment nó lại. Rồi chúng ta thử thêm này, sản phẩm C 15.000. Rồi, chúng ta này có chưa? Đây, có sản phẩm C 15.000 đây rồi này. Đây, các bạn thấy chưa? Rồi, thử lại lần nữa này. Lớp viêm, sản phẩm D đi. Sản phẩm D này. Đây là 34.000. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy. Thế thì chúng ta quay lại cái code của chúng ta nhé. Đây, tức là cái file product app của chúng ta đó. Thì chúng ta đã chuyển cái cách code của chúng ta đúng không? Từ cái việc là chúng ta vừa connect database, chúng ta vừa thêm dữ liệu đấy, trong cùng một file là file product app, thì chúng ta đã tách ra và chúng ta quản lý theo class. Thế thì từ nay ấy, là đối với cái việc kết nối chúng ta đã sử dụng cái hàm config rồi, cái trong cái file config này rồi, chúng ta đã khai báo đây, thì sau này các bạn có thể
thêm hoặc sửa hoặc là thông tin database chúng ta sẽ sửa ở đây thôi, đúng không? Đó. Những cái tương tác với database thì mình đã tạo ra một cái class đây. Thì ở đây mình chỉ mới tạo một cái class đầu tiên, đó là insert thôi. À, một cái phần method, xin lỗi các bạn, một cái method đầu tiên là insert. Thì các video tiếp theo chúng ta sẽ có những cái method khác, ví dụ như là select, nó sẽ là update, delete. Đấy, tất cả những cái method tương tác với database thì mình sẽ để ở đây. Được chưa? Đấy. Và mình sẽ có một cái class riêng cho các cái module, ví dụ như ở đây product class, mình có class product riêng. Đấy. Thì ví dụ như thêm sản phẩm, sửa sản phẩm, xóa sản phẩm mình sẽ thực thi ở đây. Được chưa? Và các cái hàm này nó được kết nối với nhau thông qua việc chúng ta include nó vào và chúng ta gọi các cái class nó ra để chúng ta xử lý. Đấy. Thì cái video này đã thì nó dừng lại thôi. Đấy, thì video tiếp theo thì khi chúng ta đã có được cái module này rồi đấy thì chúng ta sẽ tiến hành thêm cái ảnh sản phẩm, được chưa? Ok, chắc là video này nó cũng khá là dài rồi, xem. Đấy, 31 phút rồi, ok. Thế thì mình sẽ làm cái thêm cái ảnh sản phẩm ở trong video sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.